Ok, các bạn nhìn kỹ thật kỹ khung hình ở bên dưới. Bên dưới bị tối và noi. Noi rạn vỡ rất là nhiều các bạn nha. Đây. Mặc dù ở ngoài này là đủ sáng này, nhưng mà nó cũng vỡ nhiều hơn, nát nhiều hơn các bạn. Bên dưới là con 15 Pro Max và bên trên là con 16 các bạn. Các bạn có thể bấm dừng lại ha, rồi zoom lên. Đó, coi kỹ cái chữ standard bên trái ấy. Đó. Và đây là cái xe này. Vâng, chất lượng chỉ là 7 10 thôi các bạn. Bên trên là 10, dưới là 7 nha. Bên dưới vỡ hạt quá nhiều rồi. Đó, đây là một cái ngăn tủ cũng rất là tối này. Đây là tôi đang quay cam 0,5 các bạn. 0,5 thì nó gần gần giống nhau nha. Đó, gần gần giống nhau, nhưng mà khi mà mình lên 1x này thì bên phải bị lỗi các bạn. Đó, bên phải bị lỗi nha. Đó, nó vỡ hạt và nó rất là mờ. Đó, còn lý do tại sao mà con 15 Pro Max nó bị lỗi như vậy thì các bạn xem tiếp video các bạn ha. Ok các bạn, đây là hai cái iPhone đỉnh đám nhất hiện nay các bạn. Bên trái là cái iPhone 16 Pro Max, bên đây là con 15 Pro Max đã ra mắt cái đây năm đó. Và đây đó, có cái nút camera trượt 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 này, làm được 16 nha, đây 15 đó. Và hai con này đã xét cấp tần số là giống trang nhau rồi. Bạn Việt xác nhận dùng hai camera đã chùi sạch sẽ đúng chính xác. Đúng rồi, hôm hôm này là nhiều bạn nói rằng là không lâu. Ok, bắt đầu nha. Đó, bây giờ mình sẽ bấm quay này. 4K 60, 4K 60 giống nhau nha. Bấm quay. Ok, bên trái là con 16 Pro Max vừa mới ra mắt các bạn. Còn bên phải là con iPhone 15 Pro Max đã ra được 1 năm nay. Và tôi đã thu lại 50%. 50% để ghép chung vào và đang quay 4K 60 frame giây. Thì ở cái khung hình mà thu lại 50% như thế này thì hai con chất lượng gần như bằng nhau, không có sự thay đổi gì nhiều. Và cái phía bên trên có cái đèn chớp chớp là tại vì cái đèn nó đang chớp các bạn, chứ không phải rằng là bị cái hiệu ứng flicker đâu. Tôi đang đi lại gần cái tivi để nơi đó cái đèn của tivi nó phát sáng lên, xem hai con đáp ứng nhau như thế nào. Vâng, đang quay 1x các bạn. Thật sự thì cam 1x thật khó phân biệt được. Và hãng cũng công bố rằng là cam 1x của hai con này không có gì thay đổi các bạn. Vâng, đây là bạn Việt này, chủ của 15 Pro Max đã xài được gần 1 năm nay. Bây giờ tôi sẽ đi ra ngoài đường chỗ tối hơn các bạn để so sánh là sao. Chứ ở nơi sáng thì rất khó có thể phân biệt được, đặc biệt là ban ngày thì càng khó nữa. Đó, đây. Trên màn hình thì con 16 nó sáng hơn là do cái màn hình nó sáng hơn các bạn. Còn đây là cái file gốc. Đó, các bạn nhìn xem. Tôi vẫn có cảm giác là con 16 nó nhỉnh hơn một chút các bạn. Các bạn zoom cái chữ American Standard lên xem. Đó, và kết quả trên video cảm giác một chút là nó hơi nét hơn một tí, không biết là phải cảm giác không. Vâng, theo thông số thì hãng nói rằng là cam nó không có thay đổi gì nhiều, không thay đổi gì ở cái cam 1x thôi. Vâng, đây là cam 5x này. Cái nãy là 2x và cái này là 5x này các bạn. Đấy, 5x ha. Thì cái 5x này thì hãng cũng không nói là có nâng cấp gì, nhưng mà nhìn trong video thì thấy con 15 nó hơi nhiễu nhiều hơn, noi đó, vỡ hạt nhiều hơn và rung 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 nhiều hơn con 16 một chút đó. Nhưng đôi lúc thì lại thấy con 15 nó nét hơn một chút các bạn đó. Cái này chắc là do cái giải thuật không. Vâng, con iPhone 16 thì cái cam 0,5 á, có nâng cấp. Vâng, đây đang quay 0,5 rồi các bạn. Đó, mình vào chỗ tối để mình soi. Thì do hai cái camera nó để cách xa nhau một gang tay á, cho nên là cái góc nhìn của nó cũng không hợp lý lắm. Đó, đây là 0,5 thì nó xem các bạn.
Bây giờ tôi zoom lên 1x nha. Zoom lên 1x này. Đó, chưa zoom. Đó, đây zoom 1x này. Thì khi mà zoom lên 1x á thì con 15 bị lỗi các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy không? Nó rất là tối và nó vỡ hạt hết rồi. Đó, các bạn nhìn cái mũ bảo hiểm này và cái xe Vario. Đó, cái lúc mà mình chuyển cam. Đây, các bạn dừng lại, bấm dừng lại xem cái bụi cây bên trái bên nãy cũng vậy. Khi mình chuyển cam từ cam 0.5 sang cam 1x thì con 16 đáp ứng rất tốt. Còn con 15 khi mình chuyển cam từ 0.5 sang 1x ấy, thì nó ISO của nó bị tăng lên đột ngột các bạn và vỡ nát hết rồi. Đây. À, vỡ nát các bạn ha, đang để 100%, nếu mình phóng lên 200% thì sẽ rất là rõ. Đó, còn đây là cam 0.5 này. Đấy, ở cái cam 0.5 này á thì tôi lại có cảm giác con 15 nó nét hơn. Còn con 16 thì nó lại hơi rung rung, hơi nhiễu nhiễu một chút. Đó, quái lạ không? Tức là nếu như các bạn test cam 1x 0.5 thì nó bình thường rồi. Nhưng mà khi mình chuyển cam, khi mình đang quay á thì nó phát sinh ra lỗi các bạn. Đó, đây là zoom lên 1x này thì lúc này lại không bị nha. Đó, còn bạn nãy là cái con 15 là nó bị. Lần trước tôi cũng có test con 14 thì cũng bị lỗi tương tự các bạn. Từ 0.5 mà mình zoom lên 1x là nó bị vỡ nát. Đó, nó khóa cái xúc tơ và nó tăng ISO lên rất cao, làm vỡ. Đó, hay là nó zoom kỹ thuật số lên gì đó tôi không biết. Đấy, còn lúc này là đang bình thường này. Đó, lúc bình thường thì giữa 15 và 16 thì rất khó phân biệt được cái sự khác nhau. Đó, nhưng mà cái tình huống ban nãy các bạn, cái tình huống ban nãy là thường xuyên xảy ra, kể cả 14 rồ mát và 15 rồ mát các bạn ha. Tức là khi mình đang quay 0.5 mình zoom lên 1x, mình nhảy qua cam 1x ấy, là nó bị lỗi. Đó, bị lỗi của cái cam 15 hoặc là iPhone 14 cũng bị vậy. Và nó hư cái đoạn video đó các bạn, nó rất là xấu, rất là nát luôn. Còn nếu như khởi điểm các bạn bắt đầu quay từ cam 1x á, thì nó không có chuyện gì xảy ra cả. Đó. Cho nên là sorry các bạn đang sử dụng cái iPhone 14 mà 14 Pro Max mà lần trước tôi review thì tôi tưởng là cái cam nó bị kém chất lượng các bạn. Nhưng bây giờ sau khi mò mẫm so sánh với 15 thì thấy 15 cũng bị một cái lỗi tương tự như vậy. Lúc này thì nó lại không bị đấy các bạn. Đấy, lúc này không bị nha. Hai cam nó gần gần nhau. Đó, lên 1x này. Thì lúc này cái cam 16 bên trên, cái thảm để chân đó, nhìn nó nét hơn một chút bạn ha. Thì cũng có thể là do cái góc nghiêng của ánh sáng của hai điện thoại nó cũng không có cân nhau. Nhưng mà như vậy là ổn này. Đó, 15 như vậy là ổn này. Còn như ban nãy á, là 15 ban nãy là không ổn bạn. Đó, lúc này là ổn này. Hai con nó tương đồng nhau, gần gần xem nhau. Đấy. Ban ngày thì các bạn sẽ không thấy đâu, phải ban đêm mà phải ở những nơi thiếu sáng cơ. Chứ còn ở cái nơi mà trong quán cà phê nó sáng quá thì mình cũng không thấy được. Vâng, ngoài này này, hai con vùng sáng vừa tối, vùng tối thì rất là ok, rất là bằng nhau luôn. Mặc dù là hãng nói 16 có nâng cấp cái cam chụp ảnh lên tới 40MP gì đó thì tôi cũng không rõ là họ chỉ nâng cái phần chụp ảnh thôi, còn phần quay phim thì không biết nó có được nâng cấp không. Nhưng mình test thực tế như thế này thì thấy nó không được nâng cấp các bạn, thấy nó không có khác biệt gì so với 15 cả. Đó, ngoại trừ cái lỗi của 15 hoặc là 14 thì ao từ 0.5 về 1 nó bị lỗi thì mình bỏ qua cái đó đi. Còn mình tính những cái lúc không bị lỗi này thì rất khó. Rất khó các bạn. Vâng, đó, những cái lúc như thế này là tôi đang quay cam 0.5 này. Thì trong cái trường hợp này thì tôi lại thấy 15 nó nét hơn, còn con 16 nó lại mờ mờ các bạn. Quái lị, quái không? Không lẽ là con 16 lại bị cái lỗi ngược lại, tức là đang quay 1 mà về 0.5 thì 16 mờ hơn đúng không? Mờ hơn, nhòe hơn một chút đúng không ạ? Mà 15 nó cứng nét hơn một chút.
Đó, mặc dù là cả hai đều quay 0.5, tại vì tôi đang cầm trong cái tầm tay, cho nên mình để 0.5 để nó rộng một chút. Và tôi đang đi vào chỗ tối này. Đấy, đấy, lúc này thì 15 nhìn nó lại nhỉnh hơn. Còn con 16 nó hơi nhòe nhòe, nó hơi mờ mờ do bị rung chuyển các bạn. Đấy, các bạn có nhìn thấy con 16 nó kém hơn một chút không ạ? Vâng, do mình luân phiên thay đổi từ 0.5 về 1, rồi từ 1 ao ra 0.5, cho nên nó mới nảy sinh ra nhiều cái vấn đề các bạn. Chứ còn nếu mình để 1 cam á, thì nó không có chuyện gì xảy ra cả. Đó, các bạn lưu ý tìm những cái chỗ mà có chữ nghĩa rồi ha. Đó, tôi để cái đèn nó chiếu vào coi nó sao, có bị flare nhưng mà nó không đúng hướng thôi. Đó, về những cái động tác mình quơ như thế này này, thì con 16 tôi thấy nó chống rung tốt hơn đúng không ạ? Còn con 15 lúc mình quơ nó hơi chóng mặt một chút. Đó, còn con 16 thì nó ghim lại một chút, giống như là có gimbal, nó ghim lại một chút. Đó, mình đưa máy qua thì nó từ từ nó mới qua. Còn con 15 thì nó qua liền luôn tức thì, mặc dù hai con mình đều cố định chung như một cái khung. Đó, lúc này thì 16 tôi thấy nó nét hơn một chút các bạn. Vâng, đây là mình đang quay vào cái gương ha, quay vào cái gương đó, về 0.5 này. Cái lúc về 0.5 này thì 16 nó xấu hơn hẳn các bạn. Không hiểu lý do. Đó, còn đây là 0.5 này. Bây giờ mình zoom lên 1x ha, thì 15 bị lỗi nha, còn 16 không bị này. Chuẩn bị. Đấy, zoom lên 15 này. Đó, zoom lên 1x này. Thì 16 đáp ứng rất tốt, tại vì cái cam 1x là cam xịn sò nhất của cái dòng iPhone. Còn cái cam 0.5 thì nó rất là kém. Đó, các bạn nhìn đây, con iPhone 15 cái cam 1x của nó bị lỗi rồi. Đó, không nhìn thấy, các bạn có thể bấm dừng màn hình lại ha để xem ha. Đó, và đây giờ mình test thử cái zoom quang học 5x này. 5x. Vâng, không có sự khác biệt. Đó, hầu như không có sự khác biệt. Tóm lại là nãy giờ tôi so sánh thì 0.5 rồi 1x rồi 5x thì không tìm ra được sự khác biệt, ngoại trừ cái lỗi thứ nhất là iPhone 15 lúc từ 0.5 lên 1 đó, là bị lỗi rất xấu. Còn 16 lúc mà từ 1 về 0.5 về 0.5 thì lại bị xấu ít thôi, và chống rung thì 15 chống rung kém hơn. Thì mình cua qua cua lại. Đó, đây là zoom 2x kỹ thuật số này. Đó, và bây giờ đây là 5x các bạn. Đó, ban nãy là 1x rồi bây giờ là tới 2x kỹ thuật số này. Vâng, bên trên đây là 5x quang học đây. Đó, 5x quang học thì mình thấy 16 nhìn hơn một chút các bạn ha. Nó đỡ vỡ hơn, nó đỡ bị rung, đỡ bị nhiễu hơn. Mặc dù cả hai con ở cái chỗ này rất tối thì đều bị noi rồi. Đó, nhưng mà 16 vẫn thấy nhìn hơn một chút xíu ạ. Đó, cái lúc mình cua cái này này thì con 16 mình thấy nó dịu mắt hơn là con 15. Bạn Việt ngồi chờ đây nãy giờ đây. Yeah, quá mệt rồi. Ok các bạn, nãy giờ tôi đã test xong rồi. Bạn Việt xác nhận dùng coi 2K bây giờ vẫn đang sạch đúng không? Đúng. Không có bị đụng tay vào đúng không? Ok, cảm ơn Việt. Yeah. Vâng, vậy là nãy giờ hai anh em chúng tôi là đã test con 16 Pro Max và con 15 Pro Max Việt ha. Đó, thì đây là bạn Việt chủ máy của chiếc 15 Pro Max. Thì để cho nó công bằng, bạn Việt đã xài nay là 10 tháng con này rồi, cũng khá là nhiều cái trải nghiệm của ba camera đúng không Việt? Dạ, yeah, đúng. Thì nãy giờ hai anh em đã ngồi đây zoom lên soi mất hàng tiếng đồng hồ ha Việt ha. Dạ. Yeah. Đó, thì bây giờ để cho nó công bằng thì Việt nói cho các bạn xem coi là con 16 này nó có ăn được con 15 không? Nhìn tổng thể chung á thì cam con 16 á
cái góc mà 0.5 nó rất là đỉnh, thực sự rất là nét. Nhưng mà về những cái cam còn lại á, thì thấy là nói chung là nó cũng gần tương đương nha, chứ nó không có khác nhau nhiều. Đôi lúc là khác nhau về cái thuật toán xử lý mà sáng tối thôi. Thì con 16 nó xử lý sáng từ vùng tối vùng sáng, vùng tối nó lẹ hơn. Chứ cũng không có chênh lệch mấy. Ban nãy á, thì mình có coi một cái đoạn là cái cam 1X là cam xịn nhất của hai con này á. Thì khi đi đang quay ở vùng sáng mà mình đưa vùng tối á, thì con 16 này nó đáp ứng được về cái ISO và shutter cho nó phù hợp. Nhưng mà con 14 là nó đơ luôn cái 15. ISO. Đấy, con 15 là nó đơ luôn cái ISO. Nó quá ISO ở tốc độ cao. Nó quá speed. Nó quá shutter speed và nó đẩy ISO cao lên. Cho nên là vỡ nát hết luôn. Và quay cả phút đồng hồ nó không đáp ứng được. Thì Việt thấy cái đó là gọi là lỗi đúng không? Đúng rồi, nó cũng gọi là một cái lỗi. Đấy. Nó thì Việt thấy là theo kiểu là nó cần người dùng phải đo sáng từ bàn tay, đo sáng lại cái điểm đó thì nó mới chuẩn được. Đó, cái lỗi này khá nghiêm trọng các bạn. Nếu mà các bạn đã xem cái clip tôi so sánh con 16 với con 14 á, con 14 đã nâng lên iOS 18 rồi và vẫn bị cái lỗi đó các bạn. Tức là nó khóa cái shutter lại rồi nó buộc lòng mình nâng ISO lên, cho nên con 14 thê thảm. Việt đã coi cái clip đâu. Đúng rồi. Quá thê thảm. Thì bây giờ con này bị tình trạng y chang như vậy là do bị lỗi, chứ không phải rằng là cái cam nó dở. Trong một số trường hợp khác thì cam của nó vẫn ok, vẫn bình thường. Ok. Rồi không rồi, ban nãy mình đo ở cái hộp đồ chơi rồi, cái hộp trà, hộp thuốc gì ngoài kia thì con này cũng bị vỡ. Đúng rồi, bị lỗi. Đó, nói chung là cam 14, 15 là con này nó xử lý thuật toán nó hay xử hơn. Lý tốt hơn. Đó, và nó mình zoom từng cái vân lá, từng cái chữ nghĩa rồi lên thì thấy rằng là trong 10 trường hợp thì con này phải ăn cái 8 trường hợp rồi. Chỉ có 2 trường hợp là do cái góc máy nó hơi nghiêng, ánh sáng khác nhau, thì con này có một vài trường hợp nó đẹp hơn con này, nhưng mà đó là thiểu số thôi, chứ không phải là thường xuyên. Đó. Tóm lại là 16 đáng tiền đúng không? Đúng, chính xác. Rồi tính chừng nào nâng cấp? Chắc sang năm quá. Chứ giờ con này vẫn còn bảo hành. Có đáng để nâng cấp không? Cũng nếu đáng. Như con này bây giờ cầm ra đó là chỉ cần bù 10 triệu thôi là lên con này. 10 triệu thì thấy cũng còn hơi căng. Nhưng mà nó nằm ở khoảng tầm 7-8 triệu thì rất là ok á. Không, hiện giờ không có shop nào mà thu 7 tới trên lệnh 4 triệu. Hay chờ thời gian tối sau. Tối đa là 10 triệu thôi. Nhưng bây giờ mình không đổi, mình xài 1 năm nữa. Xài 1 năm nữa đó. Mà mình cầm con này đi đổi á, là không phải là bù 10 triệu nữa mà sẽ là bù 20 triệu đấy. Đấy. Đấy, tức là 1 năm nữa thì mình sẽ không đổi 16, mình đổi 17 ví dụ vậy. Là phải bù tới 20 triệu lại. Cho nên mỗi năm các bạn bỏ ra 10 triệu, bạn không bỏ thì 2 năm sẽ là phải bù đến 20, mà nếu 3 năm thì phải bù đến 30. Thì mà, cái máy mình 3 năm rồi. Mà để nói bà Giang này. Cái con của Việt á là bản là 512GB. Nên bây giờ nếu mà đổi lên 16 mà 512GB á thì nó lại lâu rất là mắc luôn. Bằng không thì 512 thì nó sẽ thu lại 512, nó vẫn cao. Không, bây giờ đó là 512, bây giờ đó là 16 tới 40 mấy triệu vậy. Căng lắm, nếu mà như Ba Giang mà 256 thì nó 10 triệu ok hơn. Còn con này phải 10 triệu mới đổi được. Ok. Xác minh lại một lần nữa các bạn là cam là hai con đều được lau sạch á Việt ha. Dạ. Lau sạch sẽ đi các bạn, cho nên các bạn đừng có nhắc nữa. Clip trước là tôi cũng kỹ lắm rồi nhưng mà mình không có quay đoạn này, cho nên là hơi ức chế các bạn. Cho nên bây giờ mình phải quay cái đoạn này để mọi người chủ máy xác nhận là cam sạch sẽ. Ok, bye bye, bye chào tạm biệt các bạn. Rồi, cảm ơn Việt. Dạ. Yeah. Bye Giang. Yeah. Ok. Bonus với các bạn, test thêm một cái camera trước các bạn. Camera trước của iPhone 15 và 16 các bạn ha, đều quay 4K 60 frame giây. Đó, cam trước thì nhìn chung chung như vậy thì cũng khó lắm các bạn. Nhưng mà tôi bạn Việt đã bấm dừng lại và zoom lên, lấy tay vuốt zoom lên thì 16 thấy có nhỉnh hơn một chút xíu các bạn. Đó, khi mà bấm dừng lại và zoom lên ha. Đó, cả hai đều đã nhận cái điều đó rồi.